rất nhiều lần rồi. Thì hôm nay nhân dịp chuẩn bị Tết ấy, thì team Hot cũng có một số phần quà cho gia đình ăn Tết. Chả là để nhân lắm, tôi là chị ba. Nhưng mấy đứa con này đã Hot là cũng tên về các bạn trẻ về đam mê cùng làm với nhau, cùng vừa làm từ thiện vừa làm những cái hoạt động xã hội ấy. Thì nhân dịp Tết gần đến thì bọn cháu có một cái món quà nhỏ, biết gia đình mình khó khăn đấy. Lần trước đã tới rồi nhưng mà lần này là gần Tết rồi nên mình muốn tìm lại món quà Tết để giúp đỡ gia đình vượt qua có một cái Tết mà nó vui vẻ hơn là những năm trước. Dạ. Thì đây là chúng ta có những món quà nhỏ thôi mà cuối lòng nhiều thì tặng cho gia đình. Gia đình có hai vợ chồng già, nhưng mà
ông thì bây giờ bị mù rồi, còn bà thì người ta kiếm được cái đỡ xong, mình cứ lo cho cả gia đình. Con thì đi nghĩa vụ quân sự về 30 mấy năm rồi, cũng 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà bị tâm thần, người thì bị liệt, thì người tâm thần. Bây giờ hoàn cảnh gia đình như thế thì mọi người nếu mà ai có lòng hảo tâm á thì hãy đến giúp đỡ, giúp cho gia đình có thể vượt qua được khó khăn. Thì địa chỉ là 36/19/14 Xô Viết Hà Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi phóng sự này. Chào các bạn, tất cả các bạn. Đây là ngôi nhà kế tiếp mình sẽ hướng tới. Thì đây là một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ở đây là hai bà cụ ở chung với nhau từ xưa giờ. Thì bà bán chè, không có gia đình. Thì, dạ, cho con xin hỏi bà tên gì ạ? Nguyễn Thị Chính. Nguyễn Thị Chính hả bà? Bà năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Còn 2 tuổi nữa là 90. Vậy là bà 88 tuổi rồi. Khỏe. Dạ, bà tên gì ạ? Nguyễn Thị Nga. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 83. Thường ngày bà đi bán chè ở đâu rồi? Bà bán ở chỗ Trường Thăng Nhì, chỗ Nam Hồng Ngọc, mà chỗ sữa Hồng Đa đó, đường Trần Phú á. Nhưng mà mấy bữa nay bà bệnh, bà không có đi bán được. Hai bà ở chung với nhau bao lâu rồi? 50 năm, năm mấy năm rồi. Thế là không có gia đình gì luôn hả bà? Gia đình của bà luôn á? Hả? Gia đình của bà á? Không, hai người không có. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ, thì hôm nay nhân dịp ngày Tết á bà. Dạ, thì nhóm tụi con á có một ít quà tới biếu bà cho. Nó là tuy mà quà ít mà lòng nhiều thôi. Hai chị em tôi cảm ơn mấy chú những chú thì giờ mà mấy chú tới đây để thăm viếng hai bà già ở đây, rất cảm ơn. Trẻ tuổi mà đi làm phước như vậy là quý quá rồi. Chứ người ta trẻ tuổi người ta ăn chơi không à, mà mấy chú biết đi làm phước vậy á là mấy chú có phước lắm. Con thay mặt toàn thể các anh em đã góp phần giúp đỡ bà ở đây thì chúc bà một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, có nhiều thật nhiều sức khỏe để mình tiếp tục cuộc sống mình phản đời lại, còn lại thì giúp ích cho xã hội. Mấy chú cũng khỏe mạnh để mấy chú đi làm nhiều phước thiện, mà ngăn cho phát đạt nghe không? Cảm ơn bà. Năm khỏe mạnh. Dạ. Tụi con có quay video mình ở địa chỉ ở đây là số bao nhiêu ạ? Địa chỉ của mình là số bao nhiêu? Địa chỉ dạ không địa chỉ á, địa chỉ nhà nhiêu bà hả? Địa chỉ nhà 115/46/4. Dạ. 115/4. 115/ mấy ạ? 116. Các bạn ơi, địa chỉ ở đây là 115/46/4, đường Lê Lợi, Thường Quân, góp tay ủng hộ giúp những hoàn cảnh như khó khăn như thế này. Xin cảm ơn. Thank you.
chúc bà năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và sống lâu trăm tuổi cùng vui cùng với con của mình. Thôi bà ơi, cuộc sống không ai biết trước điều gì, nhưng mà bà cứ vui vẻ với con cháu thôi. Hiện giờ bây giờ mình đi nói chung là cho chị chỉ vui nha. Thì tụi con xin phép bà là tụi con đi qua cái nhà khác để giúp đỡ. Thôi bà đừng có khóc ha, bổ ích lòng nhiều thôi. Xin cảm ơn ạ. Này là cái hoàn cảnh tiếp theo của mình gặp. Con xin hỏi tên bà là, bà tên gì ạ? Bà tên là Lê Thị Vân. Năm nay bà nhiêu tuổi ạ? Bà 67 tuổi. À, không biết là hoàn cảnh cuộc sống của bà hiện tại như thế nào ạ? Bà thì bây giờ cũng bệnh nhiều, bệnh tính niên, gọi là cái bệnh tiểu đường áp huyết, rồi máu mỡ cao, rồi giảm tĩnh mạch, nó bị nhức xương khớp lắm. Nhưng mà bệnh tuổi già thì ai cũng có cả. Thì mình cũng bị 10 năm rồi, cứ uống thuốc theo định kỳ hàng tháng hết là đi lấy. Thì bà ở đây có chung sống với con cái hay sao bà? Bà ở đây thì có ba có ông, thì có thằng con thì bị tai nạn chấn thương sọ não, thì nó thần kinh nó bị vỡ đi, dây thần kinh đầu đi, rồi thành thử người ở trung tâm. Thì bây giờ nó muốn làm được cái gì, nhưng mà sức khỏe nó thì ăn rồi thì ngủ thì nghỉ ngơi thì sống vì thuốc thôi. Thì ông có khỏe không bà? Ông cũng khỏe, nhưng mỗi tế liệt thần kinh không dậy được. Ông ăn ngủ khỏe. Bây giờ cái bệnh của ông là ổn định cuộc sống, là bây giờ chỉ mỗi tế liệt thần kinh, gọi là người bị tàn tật thôi. Mọi công việc gánh vác là có mình bà gánh hết. Công việc thì có ba thôi, chứ có đứa con gái ở bên cạnh ní, thì nó lấy chồng được hai cháu nó nhỏ, rồi bần đi làm, rồi bần cháu. Nên thử là một tuần về tắm hồ cho ba một lần, là tắm cho ông. Còn là thì ba làm, như bởi vì ba cũng đang làm được. Mà bây giờ thuê người làm thì cũng không có kinh tế mà thuê. Thì nhân dịp Tết sắp đến thì tụi con cũng có một cái phần quà dành cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tụi con xin kêu biết bà phần quà nhỏ nhỏ, có ít mà lòng nhiều các bạn. Dạ. Thì con thay mặt toàn thể các anh em ở đây của team 360 Hot của công ty Behome, thì con chúc bà một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bà là chính cảm ơn cả con, là lòng nhiệt tình và thương, lòng tình thương của cả con đối với gia đình bà.
Nhưng bây giờ ba thì sống thì là sinh lão bệnh tử, vậy nên là số phận nó quyết định, còn ba cũng quyết định được là mình sống được bao nhiêu. Thì bây giờ càng sống thì có các con cùng đồng viên thì cũng vui, nhưng mà cũng muốn sống chứ cũng ai muốn chết. Ba sống và vui vẻ cho con mình nó vui vẻ thôi. Vâng. Thì tụi con xin phép bà tụi con đi. Thì năm mới này thì chúc cả gia đình bà dồi dào sức khỏe. Sức khỏe là chính. Không có gì quý giá hơn là sức khỏe của mình. Thì tiếp theo thì giúp con kinh tế mình đi lên nhiều hơn, vượt qua khó khăn. Khó khăn chứ kinh tế ba tuổi già rồi cũng không làm được. Thì đó là làm kinh tế được nữa. Bà chỉ cần là sống vui, sống khỏe, con cháu mình thấy vui vẻ là nó có thể là sẽ làm nên cái chuyện lớn hơn và giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Xin cảm ơn các con. Dạ, con cảm ơn bà. Thì xin phép bà chúng con đi. Dạ. Các con được vui tươi, mạnh khỏe nhé. Dạ, dạ. Chào các bạn, thì đây là hoàn cảnh kế tiếp gặp. Dạ, dạ, cho con xin phép hỏi tên bà là tên gì ạ? À? Bà tên Đẹp. Đào Thị Đẹp. Bà tên là Đào Thị Đẹp. Bà năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 69 tuổi. Bà năm nay 69 tuổi. Bà có sống chung với con cháu hay cái gì không ạ? Không, nhưng mà bà sống cùng mình. Nhưng mà có thằng cháu mười mấy tuổi nó ở đậu với đó, nó cũng tiếp tiền nhà với bà. Bà có cuộc sống là sống một mình. Thì công việc của bà hàng ngày là công việc gì ạ? Đó, bà làm đó, đó. Ngày kiếm 40-50 ngàn, 30-40 ngàn. Làm công việc là công mỹ nghệ. Thì nhân dịp Tết đến thì tụi con là thuộc nhóm 360 Hot của công ty Behome, thì có một phần quà dành cho những người mà hoàn cảnh khó khăn. Thì tụi con xin gửi bà món quà ít nhưng mà lòng của tụi con nhiều. Thì nhân dịp Tết này thì con thay mặt toàn thể các anh em thì chúc bà có một cuộc sống an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Bà có lời gì nhắn nhủ tới dạ cho cũng bà cũng chúc là các anh em cũng năm mới cũng gặp nhiều may mắn. Con cảm ơn bà. Thì hôm nay thì con có đi rất là nhiều nhà nhưng mà con thấy hoàn cảnh bà khó khăn, thì bà cố gắng mà sống mình vui vẻ, tiếp tục công việc mà giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Dạ, con xin cảm ơn bà, con xin phép bà đi. Có gửi một phần quà, thì dành cho ông tên gì nhỉ? Bạch. Ông Bạch, hàng xóm của bà cũng thuộc diện khó khăn. Thì ông bán vé số giờ này chưa về, thì mình có gửi lại phần quà dành cho ông, gửi lại cho bà. Dạ, con có gửi lại cho ông phần quà. Dạ. Có gì bà thay mặt ông cảm ơn. Dạ, cảm ơn.